Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì tôi may mắn được ngồi trong cái ghế VIP nhất trên một chiếc xe sang trọng bậc nhất của dòng Lexus LX600. Và đây là phiên bản VIP, phiên bản đắt nhất tại Việt Nam trong 3 phiên bản VIP, F-Sport và Urban. Urban là phiên bản 7 chỗ. Đây là phiên bản 4 chỗ trên một chiếc xe SUV hạng sang cỡ lớn. Trong khuôn khổ video này tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ với mọi người về cái vị trí ghế ngồi đắt đỏ nhất của chủ nhân này. Và xin phép là tự huyến là tôi sẽ là chủ nhân của chiếc xe này trong một ít phút. Và đầu tiên là lên chiếc xe thì tôi phải kín đáo một chút. Mình là người có tiền mà. Đây, treo rèm, khóa cửa. Đầu tiên là hệ thống âm thanh McLavision tuyệt vời. Thì đầu tiên là sẽ lên chỉnh cái hệ thống. Ở đây chúng ta có ghế. Tôi sẽ là người kiểm soát ghế trái, ghế phải ở phía sau và đương nhiên là hành khách phía trước. Tại sao lại có hành khách phía trước? Bởi vì ở đây chúng ta sẽ điều khiển chiếc ghế này đi lên phía trước, phía sau. Nào, bây giờ chúng ta sẽ điều khiển nó lên phía trước nào. Đấy, để làm gì? Để tôi sẽ hạ cái chân này xuống, gác chân, thư giãn. Cái màn hình tắt luôn cho nó đủ cái độ quan sát tầm nhìn phía trước. Và bây giờ thì tôi gập nó tiếp, gập xuống. Đây, ghế phải đây. Ghế phải sẽ điều khiển cái bệ chân xuống. Đây, các bạn có thể thấy này. Tôi sẽ hạ cái này xuống. Cứ giữ tay hoàn toàn bằng cảm ứng. Và trên phiên bản này đã được Việt hóa 100%. Nên là các bác, các chú, chủ nhân của chiếc xe này dùng rất là vô tư, dễ dàng. Đây, các bạn có thể thấy tôi xin phép là tôi đặt cả giày, cả tất. Đúng là ví dụ như mình là chủ nhân. Vì xa quá có thể lùi lại các bạn. Chỉ một chạm thôi. Ok. Như vậy là tôi đã có một vị trí ngồi thư giãn nhất, mát xa nhất và thoải mái nhất, giống như một chủ nhân thực thụ của một chiếc xe mà ở Việt Nam các bạn đặt mua từ năm nay chắc phải 2 đến 3 năm nữa mới được nhận. Mặc dù Việt Nam là một trong những thị trường được nhận xe LX600 này sớm nhất trên thế giới. Trong cái bối cảnh mà sản xuất không kịp cho khách hàng. Rồi chúng ta lại quay trở lại với chiếc ghế này. Bạn có thể một chạm tiến lên cho vừa với cái chiều cao cơ thể, ngả ra nào. Đây. Hoàn toàn là cảm ứng. Rồi, sau khi mà chỉnh xong cái vị trí ghế ngồi thoải mái thư thái nhất, chúng ta chuyển sang cái phần thư giãn bằng các chế độ massage. Ở đây khi mà tôi ngồi ở ghế phải thì tôi sẽ điều khiển thư giãn là massage gì? Thư giãn toàn thân này. Các bạn có thấy cái đồ họa của cái ghế này. Căng duỗi toàn thân, đập đấy, như một cô gái trẻ đẹp bóp cho mình. Thân trên, thân dưới, bóp vai, bóp ngang lưng. Trên chiếc LX600 ghế VIP này có 5 mức độ về mạnh nhẹ từ 1 đến 5. Với những ai không quen bị bóp mạnh thì chúng ta có thể để mức độ 3 vừa phải trung bình. Tôi thích cảm giác mạnh ở mức 5 đi. Đấy, sẽ toàn bộ bóp đầu thư giãn toàn thân. Wow, cảm giác của người có tiền. Giá như mà tôi có tiền, thật nhiều tiền thì tôi cũng sẽ mua chiếc xe này. Đừng ai nói là bỏ phí tiền để mua 10 tỷ mua chiếc xe Lexus LX600. Những người có tiền người ta là biết dùng tiền lắm. Rồi, tiếp đó là phần đèn. Đèn ở đây chúng ta thấy là Lexus LX600 có 2 chiếc đèn đọc sách cho người hay hành khách. Vị trí VIP nhất tôi đang ngồi ở đây và vị trí bên cạnh. Đèn có nhiều mức độ sáng tối để đọc sách phù hợp khi bạn trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Tự chỉnh. Ghế của ai người đấy chỉnh. Rồi tiếp theo. Chúng ta có phần điều hòa. Điều hòa thì như thế này. Ở đây chiếc xe này có sưởi ghế vào mùa đông và làm mát ghế vào mùa hè. Mức gió nhiệt độ tức là hoàn toàn độc lập các ghế với nhau. Màn hình cũng độc lập, mọi người có nhu cầu như thế nào, cơ địa như thế nào, nóng lạnh như thế nào, điều chỉnh theo. Nếu không, nếu thường lười, chúng ta để chế độ auto là mọi thứ máy tính sẽ đo đếm để cho chúng ta cái nhiệt độ phù hợp nhất trên xe. Còn về âm thanh, cũng thế. Âm thanh thì với vị trí ngồi VIP nhất đây, chúng ta có điều khiển âm thanh về Bluetooth, về AM, FM,
HDMI ở ghế phải, ghế trái, phía trước. Ví dụ tôi có một cuộc gọi đến quan trọng, tôi sẽ tắt toàn bộ âm thanh trên xe, không cần phải đến lái xe, sẽ tắt hết. Tắt hết màn hình, tắt hết âm thanh để nghe cuộc gọi quan trọng đó. Còn không thì tôi lại điều khiển bình thường. Thế nên là cái việc vị trí của người lái với vị trí cái VIP nhất trên xe này, các cái chức năng điều khiển gần như là không có gì khác nhau. Đó là một điều hết sức đặc biệt. Nó tôn vinh chủ nhân. Tức là tôi không lái xe nhưng tôi vẫn kiểm soát chiếc xe của mình, nơi mà tôi đã bỏ tiền ra 90 tỷ đồng để một chiếc xe SUV gầm cao hạng sang. Tuyệt vời. Ở đây ngoài ra thì có gì? Sạc không dây. Đấy, đẳng cấp. Một cái cốp sau rất rộng. Qua sơ kiểm đếm thì tôi có thể chia sẻ với các bạn là trên chiếc xe này có thể sạc cùng lúc 7 đến 8 chiếc điện thoại qua các cổng USB, Type-C. Ngoài ra thì ở đây tôi lại giới thiệu với mọi người có một cái chức năng giải trí rất hay, HDMI. Bạn có một cái thích sở thích xem phim, nghe nhạc chất lượng cao, bạn lưu trữ trong một cái bộ nhớ lớn 500GB 1T, qua giao tiếp HDMI bạn cắm vào đây sẽ lên màn hình. Màn hình nào tùy chọn của chủ nhân, thích màn hình nào có màn hình ấy để xem. Rồi, còn gì nữa? Thư giãn, cài đặt. Cài đặt thì hoàn toàn tiếng Việt, rất là dễ dùng. Các cái bác mà chủ nhân là trung niên 4-5-60 tuổi hoàn toàn điều khiển chiếc xe này. Bởi vì bây giờ chúng ta ai cũng dùng smartphone rồi, nên cái việc điều khiển những cái tính năng cơ bản này rất là dễ dàng. Đây có hai hộc để đựng các chai nước. Vừa rồi là những chia sẻ về trải nghiệm nhanh của tôi trên vị trí VIP nhất, trên bản VIP nhất của LX600 tại Việt Nam. Mặc dù thời gian rất là ngắn, tuy nhiên là có những cái trải nghiệm mà tôi cảm giác là rất là tuyệt vời với những ai mà có cơ hội sở hữu chiếc xe này. Lexus vẫn là một điều gì đó đẳng cấp và thật sự khác biệt, thật sự bền bỉ, thật sự đáng tin để những người thích những chiếc xe gầm cao cỡ lớn, vừa sang trọng vừa an toàn, di chuyển đi công trường, đi công việc, đi dự án trên chiếc xe này thì vô cùng tuyệt vời. Có những chia sẻ đóng góp gì hay về những góp ý để chúng tôi dẫn hay là chia sẻ về những chiếc xe trong chương trình tiếp theo tốt hơn, hãy subscribe và comment để chúng tôi có thể mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người xem cũng như những người đồng hành cùng Auto Express. Xin chào và hẹn gặp lại.